Mến chào anh em yêu bonsai nghệ thuật Nam Định. Sau những ngày nghỉ Tết, bonsai nghệ thuật Nam Định sẽ trở lại với clip bán hàng là những cây xanh Nam Điền nhỏ. Trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy một cây xanh Nam Điền thuần chậu đang được đặt trên chậu xoay. Anh em hãy nhìn mặt sau của cây ạ. Đề nghị anh quay chậm một chút để cho mọi người có thể nhìn rõ. Cây này là một cây hoàn thiện ôm đá. Nếu anh em muốn giao lưu thì là 1.800.000 đồng. Xin được ra giá cây thứ nhất. Nào, bây giờ thì sẽ đến cây thứ hai. Anh em nếu ưng cây xanh thứ nhất có giá 1.800.000 đồng thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0913750012. Hãy ấn Zalo cho chúng tôi. Các bạn sẽ nhận được những cây xanh Nam Điền chuẩn với giá vừa phải. Tiếp theo là một cây xanh Nam Điền. Một cây xanh Nam Điền dáng làng rất đẹp. Anh chị có thể nhìn thấy, hãy nhìn mặt trước của cây ạ. Phần thân bệ, bông tán cũng khá là hoàn thiện. Và tay cành rất là rụt xịt. Anh em hãy nhìn kỹ mặt phải, mặt trái của cây và mặt sau của cây ạ. Cây ôm đá, cốt chậu, dáng làng khá hoàn thiện. Phần thân bệ cũng rất là đẹp đúng không ạ? Nếu anh em ưng cây xanh Nam Điền này, hãy liên hệ theo số điện thoại 0913750012. Giá là 2.500.000 đồng. Và tiếp theo là cây số 3. Mời anh em hãy nán lại để xem cây thứ 3 có dáng như thế nào ạ. Nếu anh em còn băn khoăn, đây cũng là một cây dáng đàng vừa được cắt tỉa bông tán. Anh em hãy nhìn mặt trước của cây ạ. Xanh Nam Điền của chúng tôi thuần chậu ạ. Trồng bắt đầu dâm cành trên chậu được 6 năm rồi. Anh em hãy nhìn ạ, tôi đặt bao thuốc bên cạnh để anh em có thể so sánh. Vâng, xoay sang bên mặt sau của cây ạ. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây ạ, mặt phải, mặt trái. Cây này có giá là 1.600.000 đồng. Nếu như mà anh em ưng cái cây này thì hãy đón em ấy về để chinh phục. Anh em chỉ việc dỡ dây và làm lại bông tán. Phần thân bệ cũng khá đẹp đúng không ạ? Kính thưa anh em, bonsai nghệ thuật Nam Định còn rất nhiều những cây xanh Nam Điền mini, giá thành vừa phải, phù hợp với người chơi cây, mới chơi cây và cái tầm tiền nhỏ xinh. Anh em có thể ấn Zalo của chủ kênh là 0913750012 để nhận được những cái hình ảnh cụ thể của các cây này. Tiếp theo là cây số 3. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Một cây trực ạ. Khá là đẹp, độ già anh em có thể nhìn này. Phần thân bệ rụt rịt. Chất liệu cây xanh Nam Điền ạ, không phải xanh quê ạ. Mời anh em xem mặt phải, mặt trái và mặt sau của cây. Xin mời xoay đi ạ. Vâng, cây già đẹp. Chờ anh em về chinh phục, chỉnh sửa, tạo thành những tác phẩm siêu mini. Cây số 4 có giá là 1.800.000 đồng. Và bây giờ thì đến tác phẩm xanh Nam Điền mini số 5. Anh em hãy nán lại để xem tiếp xem là cây này có dáng như thế nào ạ. Bonsai nghệ thuật Nam Định còn khá nhiều những cây nhỏ sẽ lần lượt giới thiệu trên kênh. Mong anh em ấn subscribe, nhấn đăng ký, nhấn chia sẻ để động viên chúng tôi. Chúng tôi sẽ lên nhiều clip giới thiệu về nhiều cây cảnh của Nam Định cũng như là những cây xanh Nam Điền mini có thể giao lưu được. Với cây này thì phải nói là xanh Nam Điền mini quá đẹp, anh em không phải suy nghĩ. Anh em hãy nhìn kỹ phần thân bệ ạ. Cây rất già, 6 năm, gần 6 năm rồi. Được trồng hoàn toàn trên chậu. Đấy, cành chạy rất là lắt léo, rất là mềm mại. Bông tán cũng đã hoàn thiện. Nào cho xem mặt phải và mặt trái, mặt sau của cây ạ. Anh em nhìn kỹ ạ. Cây già uốn lượn, rất mềm mại đúng không ạ? Rễ rất già. Quan trọng là giá thành rất phải chăng. Cây này xin được báo giá là 1.800.000 đồng, cây số 5. Anh em ưng thì có thể để lại bình luận hoặc liên hệ theo số điện thoại 0913750012.
Và bây giờ thì đến cây xanh Nam Điền số 6. Không biết cây xanh Nam Điền số 6 thì có hình dáng như thế nào? Mời anh em hãy đón xem. Nào, hãy tiếp tục. Vâng, cây Nam Điền số 6 đã lên. Wow, một cây này để dáng bàn trà khá là đẹp. Anh em về có thể chinh phục tiếp sang chậu. Vâng, mời anh em xem mặt phải, mặt trái của cây, mặt sau của cây. Trông rất duyên dáng, rất mềm mại. Cái này phù hợp với bàn trà. Cây này nếu anh em yêu mến thì có thể giao lưu với giá 1.500.000 đồng. Xin ớt Zalo theo số điện thoại 0913750012 để có thể nhận hình ảnh cụ thể về những cái cây mà bạn đã chọn. Tiếp tục là cây số 7. Xin mời Giang Béo và anh bạn hãy cho cây số 7 lên bàn xoay ạ. Vâng, một cây, wow, cây này thì càng đẹp hơn. Dáng rất tự nhiên, mềm mại. Hiếm có đấy anh em. Anh em hãy nhìn bao thuốc, tôi đặt lên ạ. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Nào, cho xem mặt phải và mặt sau của cây. Phần chân bệ rất đẹp. Quan trọng là vấn đề là chân bệ rất đẹp rồi nhưng mà giá cả lại rất phải chăng. Anh em có thể thấy rằng là với những cái giá tiền vậy, anh em chỉ có thể mua được những cây xanh quê thôi ạ. Rất hiếm có hàng Nam Điền mà đẹp như này mà giá thành dưới 2 triệu đó ạ. Cái này xin báo giá là 1.600.000 đồng nhé. Nếu anh em ưng thì hãy ấn Zalo theo số điện thoại 0913750012. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa cho anh em. Bây giờ mời anh em đến với cây số 8. Xin mời cây số 8 lên bàn xoay ạ. Đấy, cây này tôi đảm bảo rất đẹp. Anh em hãy cố gắng đón xem. Wow, phần chân bệ quá đẹp. Tôi nghĩ rằng là nếu như anh em có bàn tay khéo léo thì sẽ chinh phục cây này thành một siêu phẩm mini ạ. Anh em hãy nhìn thấy bao thuốc tôi đặt bên cạnh. Mời anh em xem mặt phải và mặt sau của cây. Vâng, anh em có thể nhìn thấy xanh Nam Điền mini ôm đá. Phần thân bệ rất đẹp, rất rụt rịt. Màu da đã bạc trắng ạ. Tôi có thể chia sẻ cây xanh Nam Điền này chúng tôi trồng trên chậu bắt đầu từ dâm cành đến nay đã gần 6 năm. Cây số 8 này có giá 2.200.000 đồng. Nếu anh em nào ưng thì hãy để lại bình luận hoặc ấn Zalo theo số điện thoại 0913750012. Bây giờ mời anh em đến với cây số 9. Không biết cây số 9 có hình dáng như thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Thì anh em hãy nán lại bên clip để đón xem. Nhưng nhớ là số điện thoại của chủ kênh là 0913750012 ạ. Nào, mời cây số 9 lên bàn xoay. Wow, cây này mỹ mãn hơn. Tại sao lại có cái dây đen đen như thế ạ? Cắt đi ạ. Vâng. Cây này khi mà để chúng tôi chỉnh sửa lại một chút, anh em thấy đấy, cây chúng tôi có như thế nào chúng tôi để như thế. Nguyên bản đến bây giờ với không màu mè, anh em nhìn thấy cây xanh Nam Điền rất già, quả vàng nhá, anh em nhìn thấy quả chưa? Bệ rễ thì ok rồi, chỉ chờ bàn tay anh em chinh phục thôi. Cũng rất là rụt rịt, lục lạc. Anh em thấy đây là một cây trực hoành với phần thân bệ khá là đẹp, được trồng hoàn toàn trên chậu. Anh em về tìm mua một cái chậu tàu xinh xắn đẹp đẽ, hoa văn mỹ miều, chắc chắn rằng có một cây để trên bàn trà, tha hồ mà ngồi cà phê cà pháo, trà tàu thuốc lá, ngắm cây bình thơ. Xin anh em đặt bao thuốc lên ạ. Rồi, cây trực hoành rụt rịt quá đẹp. Xin vâng, đây quả sai, răm dày, cây già. Anh em hãy ngắm kỹ cây này ạ. Ưng thì phải điện thoại ngay theo số điện thoại 0913750012. Xin hãy xoay ạ. Đấy, viên đá của cái cây này cũng rất là đẹp, rất có hồn. Nếu anh em ưng cây này thì hãy điện thoại theo số điện thoại 0913750012.
Cây này thì mắc một chút, đẹp thế mà, 2.500.000 đồng. Các anh em có thể liên hệ với chủ kênh để giao lưu cây này ạ. Anh em thấy xanh Nam Điền mini của bonsai nghệ thuật như thế nào ạ? Khá là đẹp mà giá rất hợp lý phải chăng, đúng không ạ? Rất nhiều người đã nhắn tin cho tôi đề nghị lên clip để được tìm mua cây xanh mini giao lưu. À wow, tiếp theo là một cây xanh Nam Điền mini. Cây này thì hiếm có, anh em nhìn rất đẹp. Đây là phôi xanh Nam Điền, nằm bên cạnh hòn đá rất là duyên dáng. Trên này có một ông cụ. Đây. Cây này có giá là 2.200.000 đồng cho anh em nào yêu thích. Bởi vì cây này chưa hoàn thiện. Anh em nếu như mà có hoa tay hoặc khéo léo thì hãy đón cây này về để chinh phục. Anh nhìn, anh em nhìn này, rất đẹp, đúng không ạ? Hy vọng rằng là sau clip này tôi sẽ nhận được điện thoại của anh em để giao lưu những cây đó. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.